Ok, và hello mấy bạn nha, và mình là Phong Cận TV đây. Hôm nay mình đang ở trong Minecraft nè mấy bạn ơi, đó. Thì hôm nay nè, các bạn biết gì không? Là Sammy á, mới vừa tạo ra một cái world Minecraft. Và Sammy mời mình đến nhà của Sammy để chơi anh em. Đó, thì mình không biết tại sao bà Sammy bả là con gái mà bả lại sống ở trong rừng rậm anh em ơi. Anh em nhìn nè, đây là một khu rừng anh em ạ. Cái gì đâu mà con gái ăn lưới thì sống trong rừng, tính làm tặc răng hay gì, tính làm khỉ đột hay gì sống trong rừng á trời. Bả là trời ơi, mà thôi kệ đi. Mấy bạn xem video của mình á thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho mình, giúp cho mình lên 10.000 like nha anh em. Và những bạn nào thích video của mình và muốn xem video của mình nhiều hơn thì hãy nhấn vào nút subscribe đăng ký kênh YouTube của mình nha. Ok, và chúng ta bắt đầu vào video hay nào. Thì bây giờ mình sẽ lấy chiếc xe màu xanh này, mình đi được nửa đường rồi anh em ơi. Đó, thì mình thấy ở đây có một cái con đường mòn nè, và mình nghĩ là con đường này sẽ dẫn đến nhà của Sammy á anh em. À, ui đúng luôn kìa anh em ơi, đây chính là nhà của Sammy nè. Wow, trời ơi anh em nhìn kìa. Ôi cái nhà gì đâu mà nó to ghê luôn anh em, nhà gì đâu mà bự ghê luôn. Ở đây còn có nguyên một cái ruộng lúa bự ơi là bự luôn nè. Trời ơi, nhà gì đâu mà giàu dữ á trời. Ôi trời, để mình kêu Sammy thử coi. À Sammy ơi. Ai vậy? Tôi nè, tôi Phong Cận nè. Hello Sammy, hello. Ê, đi xuống đây dẫn tôi vô nhà đi. Chờ xíu. Ôi anh em ơi, ôi không ngờ luôn nha. Sammy trong Minecraft á lại có căn nhà bự đến như vậy luôn á. Hello. Trời, hôm nay tính ra hôm nay bà rủ tôi vô nhà bà chơi mà hỏi tôi. Quên, trời ơi, quên. Em thấy ông tới là bất ngờ quá, tôi quên. À, thôi bây giờ nè bà cho tôi vô nhà tham quan nhà xíu được không? Ôi ông quỷ lắm, cho vào đó. Ok, trời. Đây. Trời ơi, đóng cửa lại nè. Wow, nhà bà to quá vậy. Ôi nhỏ xíu à, tôi còn mấy căn nè, tôi còn mấy căn lận. Trời ơi, ghê à, có mấy căn nhà luôn hả? Ừ. Ở chỗ này Sammy có một chỗ để giày, để dép nè anh em. Wow, đẹp quá vậy. Ui, nhà bà xài tivi 100 inch luôn hả? Ui. Trời to chứ, ở đâu tôi ngồi vô thử được không? Ngồi đi. Okay. Thoải mái. Wow, trời anh em ơi, ngồi đây xem tivi thì hết sảy luôn anh em ơi. Wow, mấy bạn ơi, mấy bạn thấy cái tivi nhà Sammy có đẹp không? Bạn nào mà ở nhà các bạn mà có cái tivi bự như thế này nhớ bình luận cho mình biết nha. Mình nghe nói là fan của mình cũng có nhiều bạn nhà giàu lắm có cái tivi bự ơi là bự luôn. Đó, ui ghê thiệt luôn á. Ui, có đồ ăn nữa nè mấy bạn ơi. Trời ơi, mọi người ơi, mình không ngờ là Sammy nấu đồ ăn giỏi vậy luôn á. Ui mấy món này thơm mới là thơm luôn nè. Ui thơm quá. Ơi cho tôi ăn thử được không? Ăn đi miễn phí hả? Ok được, mình sẽ ăn thử cái hamburger nha mấy bạn. Ok ăn thử nè. Nhâm. Trời ơi, cũng khá là ngon ghê luôn á. Sammy cơ bộ nấu ăn ghê dữ ha, nấu ăn giỏi dữ ha. Trời ơi, tôi mà tôi khen nhân viên đồ ăn chứ tôi làm gì nấu ăn trời. Dạ. Chảnh gì nấu trời. Ủa vậy là cái này là bà thuê người nấu hả? Tôi toàn thuê người nấu không à. Trời, mấy bạn ơi, mình tưởng là bà tự nấu ai về đâu, bà thuê người nấu mấy bạn ơi. Trời, hóa ra Sammy vẫn là một bé nướp. Ok thôi không sao. Thôi nhưng mà dưới này còn ít lắm, trên kia cơ. Ông lên trên kia đi. Trên lầu á hả? Ừ. Ok tôi lên tôi coi. Wow. Wow lầu đẹp quá vậy. Wow. Ôi, nhà của Sammy có nguyên một dàn PC 100 củ luôn. Wow. Dàn PC 2 màn hình luôn. Ủa cái dàn PC này 100 triệu đúng không? Thì 100 triệu chứ mấy có gì đâu. Trời ơi mấy bạn ơi, có 100 triệu chứ mấy. Trời đúng là Sammy bà giàu ghê luôn, 100 triệu mà bà kêu 100 triệu chứ mấy. Trời ơi trời. Ôi, cho tôi ngồi lên thử được không? Ngồi đi. Ok. Wow. Ôi, ngồi đã mấy bạn ơi. Mấy bạn ơi, ngồi trên dàn PC 100 triệu đúng là sướng ơi là sướng luôn á. Trời ơi. Cái ghế mấy triệu không? Cái ghế này nó cũng có triệu đấy. Gì? Tiền triệu đấy. Cái ghế này cũng tiền triệu luôn hả? Ừ. Cái ghế này mấy triệu? Trời cũng 20 triệu. Ui, cái ghế 20 triệu mấy bạn ơi. Cái ghế 20 triệu luôn, ghê vậy. Ồ, ôi, ở đây còn có cả máy chơi game nữa nè. Wow. Ôi, tôi không ngờ bà giàu vậy luôn á Sammy. Mình giàu hơn tôi kìa, nhà còn nhỏ đó. Đã quá, ở đây có cả tủ quần áo nè. Mọi người ơi, Sammy có một cái gì ta, một cái căn nhà đẹp ơi là đẹp luôn á. Mình không biết đến bao giờ mình mới được một căn nhà đẹp như Sammy nữa. Thời luôn, mình á là mình nghèo quá, mình không có tiền mua nhà anh em ơi. Nhà trong Minecraft mình cũng không biết xây nữa, mình phải thuê người xây nhưng mà tôi có tiền đâu thuê. Trời ơi, không phải tôi giúp cho. Trời ơi. Gì? Giúp tôi á? Ừ. Ôi bà làm giúp tôi được, coi buồn quá tôi về nhà đây. Không, tôi nói thật, ông nghe tôi nè. Gì? Ông biết tôi có chị em Simi là sinh đôi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà tôi không hề có một đôi mà tôi còn có rất là nhiều người sinh đôi không? Để tôi sẽ kêu gọi mọi người để xây nhà giúp ông. Cái gì? Cái gì mà nhiều người sinh đôi là sao? Có, tại vì dòng họ tôi có rất nhiều người sinh đôi luôn, không phải là chắc hai tụi tôi đâu. Ủa? Vậy là bà không phải là có hai chị em Simi với Sammy mà có rất là nhiều chị em luôn hả? Nhiều lắm luôn á. Trời, cỡ mấy người? Cỡ 100 người đến trăm mấy. Cái gì? 100 người á? Ừ. Trời mọi người ơi, lần đầu tiên mình nghe ở trong nhà mà có anh chị em đến 100 người.
người luôn anh em trời. Nhà của mấy bạn có những anh chị em có bao nhiêu người thì nhớ bình luận cho anh biết nha. Nhà Sammy là có 100 người anh chị em luôn, trời gì ghê dữ hả? Ủa? Rồi bây giờ là những người đó sẽ xây nhà giúp cho tôi hả? Tôi chỉ cần hú họ cả rồi xây nhà liền á. Ui, đã quá vậy. Ui, cảm ơn bà nha. Ui mọi người ơi, vậy là ngày mai mình đã có nhà trong Minecraft rồi. Sammy sẽ kêu bạn bè, kêu anh chị em của Sammy đến đây để xây nhà cho mình mọi người ơi. Trời ơi, thích quá. One hour later. Ok mấy bạn ơi, hôm nay Sammy bảo là mình hãy đứng đây đợi Sammy nè. Không biết hello Sammy. Ủa bà đợi lâu không? Ông đợi lâu không? Trời, tôi mới đến sáng nay tôi đợi bà mới có 10 tiếng hay không sao đâu, mới có 10 tiếng à. Okay, vậy? Đây, tôi đưa cái này nè. Cái gì đâu? Đây. Đó. Ủa cái này là gì? Ủa mấy bạn ơi, mấy bạn biết cái này là gì không? Mình nhìn thấy cái này lạ quá. Cái này là gì ạ? Đây, xin tự giới thiệu với ông, đây là bản thiết kế nhà. Nếu ông thích nhà gì thì ông chọn đi, ông đặt xuống, ông chọn là nhà đó. Tôi kêu anh chị em tới và xây y chang nhà ông muốn luôn. Cái gì? Cái này là thiết kế nhà hả? Đúng rồi. Đâu, tôi coi, đặt cái này ra rồi sao nữa? Mình làm cái gì? Đâu, em lấy cái đó kích vào. Kích vào á? Đó. Rồi sao nữa? Bấm vô này hả? Ông thích cái gì đúng không? Ôi! Đó. Ôi, trời. Mọi người ơi, nó xây ra nguyên cái nhà to rồi tao ơi này. Cái mình chui vô thử coi mình chui. Ủa cái gì ạ? Ủa sao cái nhà này sao nó giống như là nó không, sao mình đi xuyên qua cái nhà luôn vậy mấy bạn? Không, đây chỉ là bằng mẫu thử thôi, ảo thôi. À, cái này chỉ là ảo ảnh thôi hả? Đúng rồi. Là một tí nữa tôi chọn cái nhà nào đó thì là người nhà của bà ta sẽ tới xây cho tôi đúng không? Anh chị em tới tôi xây luôn. À, ok, hiểu rồi. Mấy bạn ơi, vậy là bây giờ mình chỉ cần chọn nhà thôi là tí nữa là coi như là chị em của Sammy sẽ tới đây xây nhà cho mình đó. Ok, cảm ơn bà nha. Bà đi kêu chị em của bà đi. Tôi chọn nhà đây. Ok. À, ok, đi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu chọn nha anh em. Để coi mình coi. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ để cái nhà của mình đâu ta? Mình nghĩ là mình sẽ để cái nhà mình bên đây nè. Ok, thì để mình đem cái cục này qua đó. Ok mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ chọn nhà nha mấy bạn. Đó, thì bây giờ mình đã để cái cục này ở bên dưới đất này nè. Giờ mình sẽ chọn nhà nha. Ok, để mình thử kiểu này coi. Trời. Cái kiểu này nhìn cái nhà của nó cũng to nhưng mà nhìn nó giống cái nhà thờ quá. Thôi không được đâu, nhìn nó không có được đẹp cho lắm. Mình sẽ chọn lại thử coi nhà này coi. Ok, chọn nè. Ôi, nhà này thì nhìn nó y như là một cái nhà của ông thợ rèn vậy anh em ơi. Nhìn cũng đẹp đó nhưng mà nhìn nó hơi kiểu màu mè quá, mình không thích đâu. Trời ơi, màu mà cái nhà nào khác đi, nhà này xấu quá. Ok, thử nhà này coi. Ôi, wow. Cái này đâu phải là nhà đâu, cái này là cái nông trại rồi, cái này là chuồng heo mà, cái này là chuồng nuôi heo mà, đâu phải nhà đâu. Trời ơi. Ok, để mình làm lại coi. Có cái nhà nào đẹp hơn không? Ủa? Cái nhà này nhìn cũng tạm được rồi nha. Đâu để mình thử mình xoay nó lại coi. Xoay nó lại coi. Wow. Ui, mọi người ơi, nhìn cái nhà này nè, nhìn nó cũng nhỏ gọn và nhìn nó cũng kiểu rất là đơn sơ, nhìn nó cũng kiểu sao ta, phải nói sao nha. Nhìn rất là kiểu không có màu mè hoa lá lắm, nhìn nó cũng khá là dễ thương. Mình nghĩ là chắc là cái nhà này là được rồi nè anh em. Nhìn thấy cái nhà này cũng khá là đẹp nè. Ok, vậy mình quyết định mình sẽ chọn cái nhà này nha. Để mình xem coi Sammy kêu chị em của Sammy đến đây và xây cái nhà cho mình như thế nào nha. Ok, để thế nào. Mình chọn cái nhà này rồi đó. 2 hours later. Ôi trời ơi, mấy bạn ơi, chắc là Sammy đã về rồi đó. Trời, bây giờ mình sẽ chạy ra mình coi chị em của Sammy nhìn như thế nào nha. Ok, để ra coi cho mấy bạn ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Ủa, trời, mấy bạn ơi, một nuôi Sammy luôn. Trời, đây, trong đây một đống. Tôi nè, ở đâu? Tôi đây. Đâu, bà đâu? Đâu là Sammy thật, đâu Sammy thật đâu? Đây. Ủa, trời, bà là Sammy thật á hả? Không, đây cũng là Sammy. Của tôi. Đây chị của bà hả? Đúng rồi. Đây là ai? Đây là 2, đây 3, đây em Út, đây chị 5, đây chị 7, đây chị 10, đây chị 15. Dừng lại. Trời ơi, sao mà bà nhiều chị quá vậy? Trời. Dạ em chào mấy chị, mấy em. Trời. Sao mà ai cũng mặc đồ giống bà vậy? Không, chị em tôi mà xin tôi á. Trời ơi, ghê vậy. Mấy bạn ơi, thôi, trong đám này mình nhìn mình không biết ai là chị, ai là em luôn anh em. Sammy giờ mà chui vô cái đống này chắc mình không biết ai là Sammy luôn á. Mấy bạn có nhận ra ai là Sammy không? Trời ơi, mình choáng quá luôn á trời. Ok, thôi được rồi, bây giờ mọi người những người này sẽ xây nhà cho tôi hả? Ok, thôi mấy chị 2, chị 3 giúp bạn em xây nhà nha. Em cảm ơn nhiều nha. Dạ mấy chị giúp em xây nhà với ạ. Dạ. Ok, để mình xem coi những người này xây như thế nào nha anh em. Ủa sao mà họ không xây mà họ đứng im chỗ vậy? Mấy chị ơi, xây giúp nhà cho em đi chứ mấy chị, sao mấy chị đứng im vậy? Cái gì ạ? Ôi, hình như là mọi người bắt đầu xây rồi anh em ơi. Trời ơi, thấy không? Ôi, cái gì mà xây nhanh quá vậy? Ôi, mọi người ơi, xây nhanh quá à. Wow. Ok, trời ơi, nhanh quá à. Trời ơi, anh em nhìn kìa, trời ơi, mình thời với anh em luôn. Mình chưa từng thấy
Người nào mà xây nhanh như là chị em nhà Sammy luôn á. Ui, gần xong căn nhà luôn rồi anh em ơi. Wow. Trời ơi. Ơi coi chừng té nha chị. Trời ơi, leo lên cao quá. Coi chừng té nha chị. Trời, lắc luôn rồi trời. Ôi trời, lắc mấy luôn rồi. Ôi. À, mấy chị ơi, xây từ từ thôi cho chừng té nha. Ôi trời. Không có đi trong một ngày thôi là xây xong căn nhà không? Trời ơi, tôi nghĩ cái này xây trong 5 phút là xây xong rồi chứ đừng có nói một ngày. Ui. Đó, ui. Thấy không? Wow. Giỏi luôn á. Trời ơi, ui. Cố lên nha mọi người. Em trông chờ vào mọi người á. Wow, mọi người nhìn kìa, sắp xong căn nhà luôn rồi. Ôi, đúng là chị em nhà Sammy lợi hại thiệt luôn á. Ôi, coi chừng té, Ôi trời. Ôi mấy bạn thấy là chị em nhà Sammy xây nhà đẹp không? Bạn nào thấy xây nhà đẹp hãy bình luận cho mình biết nha. Trời ơi. Đó. Sắp xong căn nhà rồi anh em ơi. Ok, bây giờ mình sẽ đứng đây mình chờ coi tí nữa xây xong căn nhà sẽ như thế nào nha. Mình leo lên cao mình đứng mình coi. Wow. Leo lên cao đứng coi nè. Wow. Trời ơi, mấy người này xây đỉnh cao ghê luôn anh em. Xây gần xong luôn rồi kìa. Mới đó mà đã xây gần hết được ngôi nhà luôn rồi. Wow. Wow, trời ơi, mấy bạn nhìn kìa, ngôi nhà đã xây xong rồi anh em ơi, ngôi nhà này thiệt luôn, rất là đẹp luôn. Mình không biết nha, cái ngôi nhà này là ngôi nhà mình chỉ mới kêu là xây đơn giản thôi đó, mà nó đã đẹp như thế này rồi. Không biết là mình kêu mấy bả xây lâu đài, không biết mấy chị em của Sammy có xây được không trời. Ok, để mình vô, hình như cái này là phòng ngủ nè. Trời ơi, còn cái này là rương bếp đâu nè. Wow, hình như cái này là phòng khách, phòng để mình đọc sách nè anh em. Đó, trời ơi. Wow, để mình lên lầu coi. Wow, trên lầu ở trên đây còn có một cái chỗ để mình sưởi ấm đó nè anh em. Ở trong đây có một cái phòng nữa mà mình mai này chắc mình sẽ chế biến cái chỗ này thành phòng ngủ anh em ơi. Còn đây mình sẽ làm thành cái phòng khách nè. Mình sẽ sửa lại sau. Nhưng mà nói chung là ngôi nhà này nhìn rất là đẹp luôn anh em ơi. Wow, trời ơi. Để mình xem coi. Wow, đẹp ghê luôn. Wow, trời ơi anh em nhìn kìa. Có cối xay gió nữa nè. Wow, trời ơi. Mấy bạn ơi, nếu mà bạn nào thấy cái nhà này đẹp á, hãy nhớ bình luận cho mình biết nha. Trời ơi, cảm ơn chị em nhà Sammy nha. Trời ơi, nhà đẹp quá. Không biết tôi lại đâu. Không biết tôi lại không? Đóng đi. Ủa Sammy, bà đâu rồi? Bà đi ra đây coi, bà đứng trong đó rồi hả? À? Đóng đi. Sammy ơi. Ủa, bạn có phải Sammy không? Ủa mà bạn có phải Sammy không? Tôi nè. Trốn nữa hả? Trời mày nghĩ sao vậy? Trốn tôi nữa. Ok. Các bạn ơi, vậy là coi như mình đã có nhà trong Minecraft rồi nè mấy bạn ơi. Trời ơi, nhà đẹp ghê luôn á. Và anh em có thấy thích cái ngôi nhà này hãy bình luận cho mình biết nha. Ok, trời ơi, quá trời Sammy luôn. Ok, và cảm ơn mấy bạn đã xem video này nha. Nếu như mấy bạn thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của Sammy và các thành viên trong team Hero để đăng ký ủng hộ cho Sammy cùng các thành viên trong team Hero đó nha. Ok, và bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em phải nồi, tạm biệt.